Xin chào tất cả cô chú anh chị và khán giả mọi người trên kênh của Nhi DT Vlog nhé. Thì hôm nay thì Nhi cũng không muốn làm cái clip này lên đâu. Nhưng mà sau khi Nhi xem cái clip của bên chỗ cái phía của cái chị Hương Ca hay là Hương Cốc thì đấy, thì không hiểu là lý do và tại sao trong mấy ngày hôm nay thì cái kênh của em Kim Ngân thì em ấy cũng không lên đấu tố và em ấy cũng không động chạm gì và cái chị Hương Cốc kia. Thì không hiểu là lý do và tại sao cái chị Hương Cốc kia chị cứ ra giả. Hết ngày nọ tháng kia, chị khênh cái mõm lên trên không gian mạng. Chị ngồi chị ẳng chị sủa. Nào chị bưng cái buồng chuối ra, bưng cái lải chuối ra, xong bưng cái quả nho ra. Để ngồi chị khịa, chị làm cái câu chuyện. Thì nhân tiện ngày hôm nay thì Nhi làm cái clip này thì thân gửi đến chị Hương Cốc. Thì cái thứ nhất thì theo như cái cách nhìn nhận của em, chắc chị cũng là cái người lớn tuổi rồi, chắc là cũng có gia đình rồi. Thì em cũng không hiểu là tại sao và lý do gì chị sinh ra trong một cái gia đình không biết là có ăn có học, có giáo dục đến nơi đến chốn hay không. Mà chị là một cái người cũng đứng tuổi rồi, chứ không phải là còn lên 2 lên 3 nữa để phải dạy, để phải bảo nữa. Bây giờ thứ nhất, cái cách khách quan nhất là Nhi ở ngoài cuộc, Nhi nhìn nhận là thứ nhất là vợ chồng của em Kim Ngân không động chạm gì đến gia đình nhà chị, không đấu tố cá nhân. Thế lý do và tại sao chị là một cái người lớn tuổi như vậy rồi và chị lại cứ lên chị gọi cho là táp vào cái gia đình nhà em Kim Ngân vậy? Hay là chị đang mang cái tính chất là chị đang ngứa lợi, hay là ngứa mõm, hay chị Hương Cốc? Cái con người của mình, nếu như mình có ăn, mình có học, mình là cái người hiểu biết, thì trong cái sự việc thứ nhất là giữa Điền Ruộng và giữa em Kim Ngân, nếu như chị mà là cái người lớn tuổi thì đáng nhẽ chị phải có những cái phát ngôn nó chuẩn chỉnh ra. Nhưng mà em cũng chả hiểu là tại sao và lý do gì một cái con người như chị, thì theo như cái cách đánh giá của em nhìn chị chắc cũng chả khả năng là chị cũng không được khôn lắm, đúng không hả chị Hương Cốc? Chị lên trên không gian mạng thì chị xem một cái người lớn tuổi như chị, tại sao chị lại có những cái phát ngôn vô giáo dục như vậy? Nếu như chị là cái người có ăn có học và một cái gia đình được giáo dục, chắc chắn thì em nhìn chị chắc cũng có con rồi đúng không? Cũng có chồng, cũng có gia đình rồi. Thế tại sao, lý do gì cái tấm gương của chị không gương mẫu để chị dạy người nọ, chị dạy người kia, mà chị trườn cái bộ mặt của chị lên trên không gian mạng? Thì không biết là chị có dám soi gương cái mặt chị không, và chị có nhìn lại cái hình hài cái con người của chị không? Mà chị đi chê người nọ, chị đi trách người kia, chị lại dựng lên những cái vở kịch, chị lên chị diễn, chị đấu tố người nọ người kia. Thì em cá nhân mà mọi người cũng nhìn nhận được ra chị cũng là một cái nhân vật câu like câu view rẻ tiền thôi, chứ đời thủa nhà ai một người phụ nữ già đầu như chị rồi có phải là còn trẻ thì nữa đâu mà có những cái lời phát ngôn như kiểu chợ búa, như kiểu hàng tôm hàng cá. Và theo em nhìn nhận được ra những cái like chị ngồi thì em cũng thấy khả năng chị đang bán rẻ rách hay sao. Nên là chắc cái công việc của chị là bán cái nghề rẻ rách đấy nó ế ẩm quá đúng không? Nên là không có ai mua, nên là chị dỗi quá chị ngồi chị câu like câu view rẻ tiền đúng không? Chị thấy cái chen của Kim Ngân đang nổi thì chị đu bám vào, chị bênh vực người nọ, chị bênh vực người kia đúng không? Tại sao chị là một cái người lớn tuổi mà chị không nhìn nhận được ra cái gì đúng cái gì sai? Và ngày đêm chị vẫn lên chị ra giả, chị ác ngẳng ấy. Hả chị Hương Cốc? Chị phải nhìn, chị phải biết được khán giả và mọi người người ta đánh giá. Và thời đại là thời đại 4.0 rồi. Chị có lên chị bao biện, chị có tí view, tí like, nhưng tại sao chị lại bán rẻ cái nhân cách, cái con người của chị đi thế?
chị là một người phụ nữ. Em nói ví dụ cho chị hiểu như này này. Cái anh Nho, anh là một người đàn ông. Anh ấy đã không muốn chấp chị nữa rồi. Bởi vì chị quá gọi cho tầm thường, chị quá rẻ rách, nên anh không để ý đến. Với một cái người nó đã rẻ rách, nó đã đói khát như chị rồi, với một người như anh Nho, như vợ chồng em Kim Ngân, thì người ta đã không muốn đấu tố, người ta không muốn liên quan, người ta không biết chị là ai. Mà chị là cái người lớn tuổi mà ngày đêm chị vẫn nên ra giả ăn ẳng. Chị đấu tố, chị bịa ra, chị dựng lên những cái vở kịch. Chị xem chị bỏ ra cái quả chuối, chị bỏ ra cái gọi cho cái chùm nho. Chị diễn trên không gian mạng. Hay là do cá nhân của chị đợt đấy đang ngứa đúng không? Đang thèm chuối đúng không? Hay là cái buồng chuối, cái lải chuối của chị bây giờ đi xa đi vắng rồi đúng không? Nên là chị mới cay, chị mới cú gia đình em Kim Ngân đúng không? Nên là chị mới lên chị có những cái phát ngôn như vậy đúng không hả chị Hương Cốc? Nếu như một cái người lớn tuổi như chị thì cái thứ nhất, nhìn cái vẻ bề ngoài của chị thôi. Em cũng là một người đàn ông, nhưng em đánh giá chắc chắn chị phải xách dép cho em Kim Ngân còn chưa nổi. Chứ huống chi mà chị cứ ngồi đấy chị bày đặt, chị ngồi chị chê, chị trách, chị ngồi chị ẳng, chị sủa. Chị thử so sánh xem. Em Kim Ngân em đi xe sang, đúng không? Ở nhà lầu. Vòng viết thì chị nhìn xem. Em ấy đeo toàn đồ hàng hiệu thôi. Còn chị nhìn thử cái thân xác, chị nhìn thử cái hình hài của chị xem. Cái đầu, cái tóc thì nhìn, chị nhìn xem. Chị nhìn cái tóc của chị có giống cái con bò không? Chị nhìn có giống cái con bò ở Ba Vì không? Hung hung vàng vàng đúng không? Chị nhìn xem. Thứ hai là chị nhìn cái thân xác, cái hình hài của chị. Chị đeo nhìn xem. Em nói thật với chị, em không phải đánh giá, em không phải chê bai gì đâu. Nhưng em thấy chị là số 1 thì trái là số 2 kìa. Chị nhìn chị đeo cái vòng xem. Nhìn có giống gọi cho là chị đeo những cái gọi cho là những cái bu lông ốc vít không? Hả? Mà nhìn chị lên chị không gian mạng, mà chị còn không thấy xấu hổ nữa cơ. Em cũng không hiểu là chị có được khôn hay là chị cứ dân dất hay là sang pha nhớt hay không nữa. Và những cái phát ngôn của chị lên, em ngồi thấy những cái gọi cho những cái luận điệu của chị, không biết là chị nói ra liệu chị có hứng cái chậu dưới hầm gầm không? Hả? Em nghĩ khả năng nước liếc cho nó chảy hết xuống đúng không? Cái giọng điệu thì gọi cho điệu. Và chị lên chị diễn xuất, chị nói những cái giọng điệu ra, em nói thật với chị, khéo khả năng là ở dưới khi gọi cho khéo khả năng ướt hết cả cái nền nhà đúng không? Khéo khả năng chị phải hứng xô, hứng chậu ở dưới đúng không? Nên là chắc chắn chị mới có những cái kênh của chị là Hương Cốc, Hương Kiếc chứ đúng không? Chứ một cái người như chị thì nói thật với chị như này này. Em nghĩ chắc cả năm cả đời thì chắc chắn chị làm YouTube cũng chỉ thế thôi. Chị đi rửa hơi và những cái người nọ, người kia nổi tiếng, đang có chen thì chị bám vào những câu like, câu view thôi. Chứ cái bản chất cái con người của chị tâm thì sinh tướng đúng không? Người khôn, người ngoan thì nhìn người ta biết ngay. Nhưng mà chị lên trên không gian mạng chị nhìn xem. Chị tự nhiên chị so sánh chị với em Kim Ngân xem. Chị có sách dép cho em Kim Ngân cũng có trả lời. Và cái gia thế như em Kim Ngân thì chị biết rồi đúng không? Mà cái gia thế của chị biết, chị ngồi xem. Chị ngồi quanh những cái đống rẻ lau, những cái đống rẻ rách ở bên cạnh như thế. Người ta ngồi ở nhà lầu xe hơi, người ta ngồi trong xe, người ta live stream. Người ta đeo vòng, đeo vàng. Người ta chồng đẹp con khôn. Nhưng chị nhìn xem chưa? Hả? Có ai như chị bằng đấy tuổi đầu mà bây giờ đi bám theo những cái thằng bằng tuổi con, tuổi cháu mình không? Chị không thấy như thế là chị không thấy là cái hạ thấp cái danh dự cái con người của chị xuống à? Chị không thấy chị đây phải đi ôm chân đi lịnh hót đúng không? Em không hiểu là tại sao, lý do gì chị lên chị bênh vực những cái thói hư, những cái tật xấu như vậy. Mà chị vẫn nên chị ra giả. Chị cho là người là người là chị là đúng, người tài. Em hôm nay ấy, thì em làm cái clip này. Em là con trai, nhưng em không muốn động đến chị. Em không muốn PR cho chị để chị nổi tiếng. Nhưng mà những cái phát ngôn của chị lên trên không gian mạng,
chị nói trúng, chị nói thế nọ, chị nói kèn kèn kia. Em nói thật với chị này, này, cái con người của chị bởi vì già rồi, mình không còn trẻ nữa, cũng gần đất xa trời đến nơi rồi, cứ còn đẹp đẽ cái gì nữa. Chắc chắn là chị phải biết, và chị cũng phải nhìn nhận được ra cái hình hài con người của chị chứ. Nếu có khôn, nếu có sắc đẹp, nếu có lời ăn tiếng nói nó ngọt ngào thì nó khác. Nhưng mà em thấy những cái luận điệu, những cái chia sẻ và hay gọi cho là những cái bài văn với những cái gọi cho cái đú chen của chị, thì em thấy là thứ nhất này, chị gần như kiểu là sang pha nhớt ấy. Chị em nói thật với chị như kiểu không được khôn ấy. Cứ dân rất dở dở. Thế là nhiều khi khán giả và mọi người cũng khuyên em không nên làm clip về chị đâu, bởi vì chị không được khôn. Đấy, chị nhìn xem những cái clip chị lên trên không gian mạng ấy, chị live stream chị xem nào, thì cái con người chị còn trẻ gì nữa ha? Mà chị lên chị khoe cái lọ, chị khoe cái kia ha? Chị nhìn xem ha? Cái người của chị bây giờ liệu có bây giờ nhiều nhìn có giống với con cá mắm không ha? Liệu có giống với con cá mắm hấp dở không? Mà chị lên chị khoe, chị lên chị diễn xuất, chị lên chị cứ ngồi chị ảnh đi, chị nhìn xem đấy, những cái đồ rẻ rách ở đằng sau chị đấy, bán thì không ai mua. Cái đầu cái tóc của chị thì không khác gì gọi cho cái con bò ở Ba Vì cả, chỗ vàng chỗ đen. Thế như cái con người của chị, chị lên chị phản biện thì chị không đưa được ra những cái dẫn chứng gì, chị cứ ngồi chị cứ ảnh đi ảnh lại thôi. Hay là chị đang ghen với em Kim Ngân hả? Hay là chị đang nhìn thấy gia đình em Kim Ngân, người ta đang giàu có, người ta đang đẹp, nhà lầu xe hơi đúng không? Người ta có địa vị, tiền người ta tiêu không hết. Hay là chị mang cái tính chất là chị cay, chị cú hả? Có phải là chị cay, chị cú với gia đình nhà em Kim Ngân không? Hay là gia đình nhà em Kim Ngân, người ta xinh, người ta đẹp, người ta có hàng hiệu hơn chị, nên là chị mới không làm được bằng người ta đúng không? Nên là chị ngồi đấy chị cứ mang cái mõm chị ảnh đúng không? Thế trước tiên mình cay, mình cú với gia đình nhà người ta, thì mình phấn đấu, mình làm sao để hơn gia đình nhà người ta. Chứ bây giờ lên trên không gian mạng đúng không? Lấy cái kênh YouTube cứ ngồi gọi cho ảnh lấy được, sủa lấy được, hàng thì hễ ẩm đúng không? Rẻ rách thì không ai mua. Ngồi đấy lại mang chuối ra, mang nho ra để khịa, để diễn trò. Em nói thật với cái chị Hương Cốc này này, em không biết là tại sao, lý do thì hay chị ngồi chị dỗi quá đúng không? Hay là chị đang thèm chuối đúng không? Hay là chuối của chị nó đi xa, đi lâu quá đúng không? Nên là chị cay, chị cú quá đúng không? Thế ngồi dỗi như thế, phải không? Đằng nào có cái quả chuối xanh như thế, bỏ ra mà nghịch hả chị? Bỏ ra mà dùng tạm. Nhưng làm sao cứ phải lồng lộn, cứ phải xù lông lên, cứ phải lên trên không gian mạng ảnh làm gì hả chị? Chị ảnh lửa, chị ảnh mãi. Chị khán giả mọi người cũng đã nhìn thấy chị rồi. Tâm thì sinh tướng, đúng không? Chị tài, chị giỏi, thì không bao giờ một cái người phụ nữ, người ta thùy mị, người ta lết na, người ta lên không gian mạng, người ta có những cái phát ngôn ra, nó phải văn hóa, nó phải lịch sự. Nhưng chị thấy xem chưa? Bây giờ chị có phải là còn trẻ lên 2, lên 3 nữa đâu. Chị có những cái lời phát ngôn ra thì chị xem, có phải là đầu đường xó chợ không? Có phải hàng cá, hàng tôm không? Hay là do là chị không được ăn, được học đến nơi đến chốn, nên là chị mới có những cái phát ngôn như ra như vậy. Nếu như phản biện hoặc bênh vực thì mình phải đưa ra những cái dẫn chứng, mình đưa ra những cái phản biện hay, nó phải thực tế. Chứ bây giờ chị ngồi, anh Nho anh có động mồ cũng mãi nhà chị không? Mà chị cứ lên ngày, lên đêm, chị lên chị khịa, chị dùng những cái chiêu trò văn bẩn của chị ra làm gì? Đấy, chị lên xem những cái clip, chị lên chị dẫn dắt dư luận này. Cái con người như chị, chắc chắn em nghĩ chắc cũng đầu đường xó chợ, hoặc là cũng ngã ba, ngã bảy đúng không? Hoặc là phỗ vẫy các thứ linh tinh rồi, thì chị mới có những cái lời phát ngôn như vậy chứ. Còn cái người có ăn có học, người ta không bao giờ người ta có những lời phát ngôn như vậy đâu. Trong khi đó, gia đình nhà anh Nho với Kim Ngân, người ta có động chạm gì đến chị đâu, người ta có trêu ghẹo gì chị đâu, mà cũng chả biết chị là ai cả. Nhưng mà chị lại thích đú chen đúng không?
chị lại thích nổi tiếng, chị tham gia vào cái trên cái không gian mạng này, thì trước tiên thì chị phải biết là mình là ai đã. Mình phải có ăn có học, mình phải ăn nói làm sao để không gian mạng mọi người người ta nhìn nhận vào, người ta đánh giá về mình. Chứ bây giờ chị ngồi chị cứ ẳng ngoài hào hoài như thế mà chị chả lo được ngày nay ngày mai gì cả. Chị cứ lo con bò trắng răng. Hay là trong cái thời điểm này chị đang thèm chuối đúng không? Chuối của chị đang đi vắng đúng không? Nên là chị mới lên chị dẫy dụa được như vậy chứ. Còn nếu như mà cái người bình thường như chị thì em nhìn thì nói chung là cũng tâm sinh tướng thôi. Thì em cũng đã nói rồi, chị cũng chả khác thì con bò đúng không? Ở Ba Vì rồi. Chị lên chị phát ngôn hoặc chị lên chị đưa ra những cái phản biện thì ai người ta động chạm đến mình thì mình hẳn đã phản biện lại. Nhưng cuối cùng người ta chả động chạm thì mình thế tự nhiên bây giờ mình cứ đưa răng đưa mõm vào, mình cứ táp vào cái bồn cầu nhà người ta làm cái gì? Hả chị Hương Cốc? Mà đã táp vào người ta rồi thì chị phải xem là cái con người mình đã hơn được người ta chưa, mình đã bằng được người ta chưa. Chứ có phải là ngồi đấy mà cứ ẳng đâu, ẳng đâu. Ẳng thì phải, nó thứ nhất nó phải ra kinh tế, sủa thì nó phải ra hơi. Nhưng mà những cái con người của chị ra chị nhìn xem, cái lời nói của chị có trọng lượng đâu. Chứ một cái con đàn bà đúng không? Cũng gần đất xa trời như chị rồi. Mà chị ngồi đấy chị dẫn dắt dư luận. Chị ngồi chị đưa ra những cái phản biện của chị xem. Chị nhìn xem là cái con người của chị có thấy đẹp đẽ không? Chị nhìn xem có cái người phụ nữ nào được như chị không? Chị có những cái lời ăn rất chỉ là tục tĩu, vô văn hóa, thiếu giáo dục. Trong khi đó này em nghĩ là chắc chắn chị không phải còn trẻ nữa. Nếu như mà chị là cái người biết suy nghĩ, chị là cái người khôn, không pha nhớt ấy, thì chị đã biết được cái gì nên làm được, cái gì không nên làm được. Gia đình nhà người ta đang không muốn động đến mình rồi, không muốn đấu tố, không muốn nhắc về mình rồi. Nhưng mà mình cứ ngứa lợi, mình cứ ngứa mõm thôi. Ngày mình lên mình táp và ngày mình lên mình khịa người ta. Thì chị phải biết được cái bản thân của chị đã hơn được người ta cái gì. Hay là chị cũng là gọi cho một cái đầu đường xó chợ. Nhà không có cửa thì không. Ngồi live stream thì người ta ngồi trong nhà lầu xe hơi. Người ta live stream, mình thì ngồi những quanh quẩn những cái đống rẻ rách mình ngồi. Thì mình đã không bằng được người ta rồi. Thì mình biết cái thân phận của mình nó ở đâu chứ. Thì mình mới lên mình phản biện. Mình mới lên mình đấu tố được chứ. Chứ bây giờ người ta chả động chạm, chả có cái lý do gì để mình vào mình câu like, câu view cả. Tự nhiên lại cứ đưa những cái mõm vào. Khịa, xong lại nài những cái trò nọ. Thì biết là cái con người của chị chắc là cũng không có ăn có học được cơ. Cũng không được giáo dục đến nơi đến chốn nữa không. Còn như theo như em được biết ý, chị Hương Cốc ạ, chắc chắn là cái trong cái sự việc này, người ta không trêu không ghẹo chị, thì chắc chắn là vợ chồng người ta sẽ lập cái vi bằng cho chị. Nếu như chị là cái người có kiến thức, chị là cái người gọi tài, người giỏi, có bản lĩnh, thì chị hãy đưa cái thông tin, cái địa chỉ của chị lên, cái tab cộng đồng, để cho mọi người người ta nhìn thấy chị sinh sống ở đâu, họ tên như thế nào. Để người ta có cái địa chỉ, có cái căn cước, hiểu chưa? Để người ta đập cái vi bằng cho chị. Chứ chị cứ ngồi, chị cứ ẳng, chị cứ sủa như thế. Chị thách thức dư luận. Thách thức làm gì hả chị? Một cái con người như chị thì chắc cũng biết rồi. Cũng là đói rách như nào rồi. Nên là chị cứ yên tâm đi. Luật nhân quả thì chả bỏ sót một ai đâu. Người ngay, người tốt thì ông trời ông có mắt hết. Mà những cái con người như chị, tâm thì sinh tướng đúng không? Chị tài, chị giỏi, cũng chả bao giờ chị phải lên trên không gian mạng. Chị ngồi chị câu like, câu view. Chị động vào hết kênh nọ, chị động đến kênh kia. Nhưng trong khi đó chị là một người phụ nữ. Chị là một người đàn bà đấy. Nhưng mà em thấy thứ nhất là cái tư tưởng và cái đạo đức cái con người của chị nó không có rồi. Những cái từ phát ngôn của chị ra thì chắc chắn là chị, chắc em nghĩ là chị cũng không có ăn, không có học. Chị cũng không được giáo dục đến nơi đến chốn. Nên là chị mới có những cái lời phát ngôn như vậy chứ. Nếu cái người có ăn có học người ta khác. Đấy chị nhìn ngay như em Kim Ngân đấy. Em Kim Ngân em ít tuổi hơn chị đúng không? Nhưng mà em có những lời phát ngôn đó. Thì nếu như cá nhân của chị là cái người mà biết xấu hổ ấy,
là chị là cái người biết nhìn nhận ra thì chị đã không phải làm như thế. Nhưng mà đây chị có biết cái gì đâu. Chị có phải là bây giờ chị già, chị lê lết không? Chị lên trên không gian mạng, chị cứ diễn trò, có ai như chị không? Chị mang cái quả chuối ra, mang cái chùm nho ra để chị diễn trò trên không gian mạng, thì đã biết cái con người của chị nó rẻ rách đến đâu rồi. Biết là cái con người của chị học vấn đến đâu rồi. Nếu như mà con ngứa quá ấy, chị ạ, bỏ cái quả chuối ra mà nghịch, đúng không? Hoặc thèm chuối quá thì bỏ ra mà nghịch. Chứ làm sao bây giờ cứ phải lên trên không gian mạng bênh gọi cho là chuối của chị thế. Đấy, chị nhìn tự xem. Cái con người của chị lên trên không gian mạng nào thì nó có được hẳn noi gì đâu, nào có được đẹp đẽ gì đâu có chứ. Cổ thì xương gọi cho nó nổi lên như gọi cho cổ trâu cổ bò ấy. Người thì như cái con cá mắm hấp dở. Mà chị lên chị so sánh, chị ảo tưởng, chị diễn trò. Thế em nhìn chị nó thật sự mấy cái chị Hương Cốc này này. Tạ trả trách đúng không? Chị đặt cái tên của chị như thế cũng là thiếu mất vần nữa. Chị chắc chắn chị biết thiếu cái vần gì, chị nhớ gì nữa ha? Nếu như bây giờ chị có bản lĩnh chị thêm nốt cái tên cái thiếu cái vần đằng sau đi, để cho không gian mạng mọi người người ta biết ai lại già rồi. Lên trên không gian mạng phát ngôn thì nó phải chuẩn chỉnh vào. Phát ngôn như kiểu là đầu đường xó chợ, như kiểu ở ngã ba, ngã bảy. Bây giờ lên trên không gian mạng, nếu như mình tài, mình giỏi cơ, mình xinh, mình đẹp, mình có địa vị cơ, mặt thì quắt như cái cỡ quả táo tàu trong thang thuốc bắc, đầu thì gọi cho là chỗ đỏ, chỗ đen, chỗ vàng, chỗ trắng, nhìn như kiểu cái con bò ở Ba Vì. Thế mà cũng lên trên không gian mạng dẫn dắt, chê người nọ, trách người cha. Hà chị Hương Cốc, chị hãy thử nhìn nhận nó xem, em ví chị có đúng không? Chị nhìn chị đeo cái vòng của cổ, chị nhìn có giống cái gọi cho cái xích của cái con cờ hó không? Chị nhìn xem có ai đeo cái vòng như chị không? Hả? Đấy, chị nhìn cái vòng của cổ chị, chả khác gì gọi cho cái xích, hiểu chưa? Có con cờ hó cả. Cái tóc của chị. À, quên. Cái vòng của chị, cái đầu của chị thì là thứ nhất là giống cái con bò ở Ba Vì rồi, đúng không? Thì cái vòng của chị đeo cổ không có thì chị đang đeo cái chuông. Thấy chưa? Như kiểu là ngoài cái con bò nó hay đeo cái mõ ấy. Em thấy giống như thế. Nên là chị cứ thử nhìn nhận ra xem. Chị soi gương chị nhìn lại xem. Chị đẹp, chị hay ở đâu? Và chị có phải giống cái con bò Ba Vì không? Mà chị lên chị chê người nọ, chị trách người kia. Chị đánh giá về người nọ, đánh giá về người kia. Trong khi bản chất cái con người của chị chưa đẹp, chưa được tài, chưa được giỏi gì cả, chưa được xinh gì cả. Thế mà chị lên trên không gian mạng, chị ngồi chị phán xét, chị ẳng, chị sủa như đúng rồi. Chị em cũng không hiểu là tại sao và lý do gì. Chị lại có được những cái phát ngôn, chị lại có được những cái gọi cho cái câu từ văng ra như vậy được chứ. Đúng thật sự mấy chị, cái đầu của chị thì em cũng ví như kiểu cái đầu bò đúng thôi. Cái con bò ở Ba Vì như nào thì chắc chị biết rồi gì nữa. Ha? Nó có cái mõ nó đeo, thì chị đeo cái vòng cũng chả khác gì cái mõ cả. Cái đầu thì vàng vàng hung hung, không có thì cái đầu con bò. Thế mà chị lên trên không gian mạng, chị ngồi chị diễn xuất, mà chị làm gì còn đẹp còn đẽ gì nữa cơ chứ. Nhìn chị thì gọi cho làm gì còn gọi cho là còn hứng thú gì nữa. Nó khác thì con cá mắm đâu. Nhưng mà tại sao lý do gì chị vẫn lên trên không gian mạng, chị ngày lên chị ra giả, chị ăn ảo lên trên không gian mạng hả chị? Thế là cái gì thì cái thôi. Chị hãy nhìn nhận làm sao cho nó đúng đắn vào. Nên hôm nay em làm cái clip này, em gửi đến chị. Trước khi mình phát ngôn ra, mình phải nhìn nhận được ra cái gì đúng cái gì sai. Và người ta không động chạm đến mình thì mình đừng động chạm với người ta. Phải chưa? Còn nếu mà ngứa lợi quá chị ạ, lấy ít chuối xanh đi ngậm vào mõm ấy, cho nó lành. Chứ bây giờ chị ngứa quá, chị mang chuối ra chị câu like, câu view làm gì? Chị diễn trò à? Ha? Ngứa quá, bỏ chuối ra mà nghịch. Phải chưa? Chuối đi vắng thì bỏ chuối của mình ra mà nghịch. Thế làm sao các bạn lên trên không gian mạng sủa mấy ảnh làm gì hả chị? Chị càng sủa bao nhiêu thì khán giả mọi người người ta lại càng coi thường chị bấy nhiêu. Nhá. Chị Hương Cốc ạ. Em chào chị nhé. Thương yêu nhau như núi non không rời. Lời hát xưa lưu luyến ngàn đời. Thèn Bắc Cạn truyền từ rừng cao suối vong. Nghe câu thèn
xin cho quên đường về, dù vẫn vương dâu vương tóc thề. Mai đi chợ xa nari hoa trắng núi, ngân sơn đeo giang đàn tình vẫn mang theo. Miền Bắc Cạn mời thay lời yêu thương đây, sao mấy cùng về bởi mình nghĩ tới nhau. Mai đến hồi lòng tông mình tìm cô then mới, chúc phúc cuộc đời nàng tình nghĩa trăng vời. Dây phèo biếu cao ngất trời, bóng núi chơi với sợi thuyền độc mộc. Câu then thả mình ba bể đang tắm nắng, thung lũng nà hoa mời nàng tiên nữ xa. Sông gầm reo cô gái giao trong rừng, màu thấm xanh ta vương khách nhung lụa. Anh qua vùng